nay đi ăn lẩu tôm 5 ri, tiệm này chắc ngon lắm mọi người. Chắc ngon lắm mà sao ít người nhắc với ăn lẩu tôm 5 ri. Tôm càng mà đi chiếc motorcycle đi ăn bữa nay đây. Rồi, bữa nay được nghỉ làm. Từ trưa thứ sáu được nghỉ làm, thằng chi đi ăn. Ăn không? Lẩu tôm 5 ri đây, tiệm này đây. 1992 Biên Hòa. 1992 đây, lẩu tôm 5 ri đây, giờ quá. Biết có mở cửa không nha. Bóng chơi. Rồi đây được không? Rồi không đó ha. Dạ. Rồi, tôm 5 ri đây. Để nói là trong đây có cái combo của tôm càng. Rồi lên tôm càng thôi, thử ra kệ thử ra. Tìm một nhỏ được tìm nhỏ đủ người á, để làm nhiều dễ sợ luôn ha. Được à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bàn là 8 nhân vật nhiều ha, tuyệt nhiều. Tôm càng với tôm Tiger, hai loại mình ăn tôm càng đi. Cô thứ hai á, đây là Lee Lemonade ở tiệm này đây, đẹp ha, làm với thương ghê. Làm chuyện với sợ. Tiệm này thì cứ là khoa bắp tới ăn đấy, khoa bắp tới ăn, cũng giới thiệu tới đây tới ăn. Chúng ấy sao từ tiệm này ha, đông đúc ngon mà tại sao ít người biết, có thể chỉ mới tới đây thử qua bánh ra đây thì qua bánh tới ăn tiệm ngon quán ngon tiệm quán ngon có quán tâm là dễ sợ phải thấy đi quảng cáo tại nó quen nhau. Đây là món này, cái này combo bữa trưa đây không biết bao nhiêu tiền. Bữa trưa có cần có miếng canh. Rồi. Bán thử không ai hết. Bây giờ 12 giờ không ai hết. Đây là cái bill đây. Dễ sợ chưa? Ăn một bữa cơm là 27 đồng, đúng không? Đây. Vào đúng không? Đó, 27 đồng. Nơi tại này tiệm này sao nó ngon mà sao? Tiệm này sao ngon mà sao mà bán quá vậy, nó tại mình phải mắc lắm phải không? Đúng rồi, nó nói đúng rồi. Tôm ngon lắm, đồ lấy đồ tốt mà. Tôm này tôm 224. Không phải là 12, 12 là mắc nhất á. 12 là lớn nhất, nó 24 là dưới chút xíu.